Đây là bộ phim về xã hội tương lai, nơi mà người ta cấy ghép máy vào người để trở nên mạnh hơn, tuy nhiên sẽ bỏ mạng nếu cấy loại máy quá mạnh. Nhân vật chính là người có thể chất đặc biệt, gắn được tùm lum máy móc mà vẫn không sao, và trở thành tay giang hồ đáng sợ nhất thời đại mới. Đây là David Martinez, học sinh cấp 3. Học cũng không đến nỗi nào, nên được mẹ Gloria gửi gắm đến học viện Arasaka, học viện sang xịn mịn nhất thành phố đêm, nơi cậu đang sống. Mỗi tội nhà thì eo, còn hầu bao thì hẹp. Mẹ David phải làm ở đội chấn thương, kiểu cấp cứu nhưng mà dành cho người có tiền. Và nhà cậu nghèo vãi. Đến cái máy giặt còn không trả góp nổi, nên đời sống của hai mẹ con cũng hết sức khó khăn. Đã khổ lại còn thêm bộ giáo dục hay cải cách, bắt mua phần mềm học tập mới, nên David phải nhờ Ripper Dog, một ông bác sĩ chợ đen, cài cho mình một bản cập nhật hệ crack vào thiết bị học tập để gia đình đỡ tốn tiền. Cơ mà trong cái khó lại gặp cái khó hơn, thiết bị crack làm chập mạch luôn cả hệ thống lớp học, khiến David có nguy cơ bị đuổi học. Mẹ David đành phải nghỉ làm để mà đến xin cho con, nhưng vẫn phải bồi thường chi phí sửa chữa. Trên đường về nhà, David và mẹ nổi ra tranh cãi, cậu muốn nghỉ học để đi làm giúp đỡ mẹ vì đã quá chán cảnh hai mẹ con thắt lưng buộc bụng, chưa kể đến lớp còn bị lũ nhà giàu nó khinh. Nhưng Gloria không chịu, bà muốn một tương lai sáng lạn hơn cho con, dù phải chịu khổ. Chưa kịp giảng hòa với nhau thì hai mẹ con đã lạc vào giữa làn đạn của hai băng giang hồ siêu công nghệ, khiến xe mất lái, mẹ Gloria bị văng ra đường, còn David thì mắc kẹt bên trong chiếc xe. Đội chấn thương đến, nhưng Gloria quá nghèo để mua bảo hiểm, nên chẳng ai thèm đưa bà đi cấp cứu. David bất lực nhìn mẹ nằm trên lòng đường, cho đến khi chính quyền đến nơi để thanh toán tiền chữa trị. Ngoài việc tìm cách bán những gì có thể bán, cậu buộc phải mở tài khoản của mẹ để xem xét, thì vô tình phát hiện ra trong khi làm việc, mẹ đã ăn cắp một thiết bị công nghệ cấy ghép, tên là Sunday Vistan. David cố bán thứ này, cơ mà không đâu được giá. Hôm sau đi học, David bị Katsuo, một thằng nhà mặt phố bố làm to, vẫn hay bắt nạt cậu, dùng thiết bị siêu công nghệ mới ghép, đấm cho răng môi lẫn lộn. Vừa ăn đòn đau xong, David bỏ dậy thì nhận tin mẹ cậu chuyển biến xấu, qua đời khi đang trong phòng hồi sức. Dịch vụ an táng cũng quá đắt, cậu chỉ có thể chọn hỏa thiêu cho mẹ. David ôm lọ cho cốt của mẹ về nhà, thì bị thằng Katsuo ban sáng gọi điện đến xúc phạm cái chết của mẹ. Ba máu sáu cơn. Ngày hôm sau, David đến gặp lão Ripper Dog, nhờ lão cấy cái Sunday Vistan kia vào người. Ripper Dog đồng ý cấy thiết bị không rõ nguồn gốc kia vào người David. Nhờ có nó, David nhanh hơn, mạnh hơn và đặc biệt là có thể tăng tốc bản thân đến mức gần như thời gian bị chậm lại. Cậu trả thù Katsuo và tất nhiên là đánh bạn trong lớp thế kia thì bị một vé đuổi học là chắc chắn. Bố Katsuo, ông Tanaka, quan chức cấp cao của Arasaka, xem đoạn băng ghi lại con mình bị đấm thì lại chú ý David hơn, vì Sunday Vistan là một thiết bị đặc biệt nguy hiểm mà cậu lại dùng không gặp trở ngại gì. Ông mới định mang cậu về thử nghiệm các thiết bị khác, chứ con mà hỏng thằng này thì đẻ thằng khác là xong. Tập đoàn mãi đỉnh. Cơ mà trở lại với David, cậu lang thang không biết làm gì tiếp theo trên tàu điện, thì gặp Lucy, một Netrunner, tức là hacker, có thể hack cả vào các bộ phận trên cơ thể người khác, đang ăn cắp vi mạch của người qua đường. Lucy định ăn cắp vi mạch của David, nhưng cậu có siêu phản xạ từ cái Sunday Vistan, nên bắt cô gái kia tại trận. Lucy thấy chàng trai này thật thú vị, nên rủ cậu đi móc vi mạch cùng. Lucy hack để vi mạch bắn ra, còn David dùng siêu tốc độ chụp lại. Cả hai đang kiếm chắc say mê thì David đổ máu cam rồi gục xuống do lạm dụng thiết bị siêu công nghệ. Lucy đưa cậu đến chỗ Ripper Dog. Biết thằng cha này còn không bảo với David về thuốc ức chế miễn dịch, cô gái dùng tất cả những gì ăn cắp được hôm nay mua thuốc cho David. Lão Ripper Dog còn khuyến cáo David không được dùng Sunday Vistan quá 3 lần một ngày, dù cậu có khỏe và thích ứng tốt đến đâu. Lucy mời David về nhà, hai người bắt đầu tâm sự trong một trải nghiệm thực tế ảo. Ở đó, cả hai được lên bề mặt mặt trăng. Lucy chia sẻ với David cô coi thành phố đêm như một nhà tù và mơ ước một ngày sẽ được dọn đồ lên sống ở mặt trăng. Không biết tâm sự của cô gái này bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là lừa. Cơ mà đáng tiếc là cô hẹn David đến đây không phải vì muốn qua đêm, mà là để bằng xã hội thâm của cô đến bắt cậu. Cầm đầu băng này là một người đàn ông tên là Man, cao, to, đen. Hồi, sau một hồi phân bua, David biết được Man chính là người đặt mua cái Sunday Vistan này từ Gloria. Còn Man biết David là con trai của người phụ nữ khốn khổ, người vừa bán cái Sunday Vistan cho Man hôm trước thì hôm sau gặp tai nạn qua đời. Chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn tương lai nào mà vớt vát. David đề nghị làm việc cho Man, tiện thể hiện rằng cậu tương thích với thiết bị rất tốt. Man thấy việc cũng đã rồi, nên là gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Man dẫn David đi gặp những người còn lại trong hội, Kiwi, Dorio và Pila. Họ chuẩn bị tham gia một phi vụ, đó là săn sale quần nâu 179k từ 360 boutique, nhãn hiệu thời trang nam uy tín trên trang Shopee. Nay đang có chương trình giảm giá cực chất, chỉ 179k cho một chiếc quần nâu chất lượng, không nhăn, không chỉ thừa, kiểu dáng tối giản, dễ phối, dễ mặc, màu sắc lịch sự trang nhã, ống quần trên mắt cá tạo sự trẻ trung, dễ đi kèm đủ kiểu giày. Đây là chương trình giảm giá đặc biệt ngày sale, chỉ áp dụng khi áp mã khuyến mãi dành riêng cho người xem kênh The Reviewer. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Ăn cắp dữ liệu định hướng từ một tay tên là Maxim, tài xế cho quan chức tập đoàn Arasaka, vì vài rắc rối không mong muốn. David và Lucy buộc phải ăn cắp con xe limo, vừa chạy xe vừa ăn cắp dữ liệu lưu trên đó. Maxim mới gọi một dàn xã hội thâm gốc Nhật đến tấn công đôi trẻ, nhưng Man đã đến và giải cứu kịp thời.
Ông tuyên dương cậu nhóc, mời cậu gia nhập băng đảng vì thấy ngay vụ đầu mà David đã chất chơi người rơi đến vậy. Đi theo men, David gặp được Faraday, kẻ đã giao phi vụ này cho họ, hòng truy ra hành tung của lão Tanaka vì Maxim là tài xế của lão. Sau khi chia tay với băng nhóm của men, David về nhà và nhận được tin cậu có thể quay lại trường nếu chịu xin lỗi Katsuo, nhưng tất nhiên là David từ chối. David được gia nhập hội và như mọi thằng tay mơ khác, công việc đầu tiên của David là chạy vặt cũng như được đào tạo các kỹ năng cơ bản, bê đồ cho hai anh em Pilar Rebecca, lái xe và không hiểu sao nhưng mà Lucy là người dạy cậu chạy bộ. David cũng được làm chân lon ton theo các phi vụ mới, cứu người có, giết người có, cơ mà nhiều nhất vẫn là đi móc vi mạch. David mở lòng hơn với Men, chia sẻ rằng cậu thích Lucy, cơ mà tự ti nên nghĩ là Lucy không thích mình đến thế. Chuyện về Lucy thì có hơi phức tạp, vì cậu không biết có nên bỏ qua quả lừa kia không, chứ băng của Men thì cậu đã dần coi họ là gia đình rồi. Một đêm nọ, khi vừa bù khú trên ba về, Pila châm chọc một tên vô gia cư khi đang đi xe, thì bị hắn cầm súng bắn cho toác đầu. Hóa ra tên này là một kẻ siêu loạn trí, tức là phát điên vì cấy ghép quá nhiều thiết bị công nghệ lên người. Tên kia quay qua đấu súng với cả bọn, rồi nhắm vào Lucy, khiến David sôi máu. Cậu sử dụng xe David Stan để bứt tốc giết tên kia, cứu Lucy kịp thời. Men bảo David đưa Lucy đến chỗ bác sĩ, để cả băng ở lại dọn dẹp hiện trường, cũng như giải thích với chính quyền. Sau khi rời khỏi chỗ bác sĩ, Lucy lại rủ David về nhà mình tâm sự. Giờ thì David biết ước muốn lên mặt trăng của cô là thật, tâm sự của cô với cậu cũng là thật. Cả hai giảng hòa, David hứa sẽ tìm cách đưa Lucy lên mặt trăng, rồi họ hôn nhau, sau đó có làm gì không thì chả ai biết. Nhận tiếp việc của Faraday, cả nhóm cố tìm cách tiếp cận Tanaka, thì Kiwi nói rằng cô đã tìm ra được. Lão Tanaka bị nghiện các trải nghiệm ảo bất hợp pháp do một tay đạo diễn indie tên là JK thực hiện. David nhận ra JK chính là Jimmy Kurosaki và mấy cái trải nghiệm ảo lậu mà ngày xưa cậu bán hộ Ripper Dog chính là của lão này sáng tác, và một khách hàng sộp như lão Tanaka sure kèo sẽ gặp riêng JK để làm mấy trải nghiệm VIP. Họ tiếp cận JK, cơ mà đáng tiếc là lão này có mắt đằng sau gáy, thật luôn, nên Men và David bị lão vô hiệu hóa. Riêng David bị lão bắt đi. Lucy và Dorio lên đường truy vết bằng thiết bị định vị trên người David. Ở chỗ cậu, lão Kurosaki dùng máy móc khiến David phát điên, nhưng may mà Lucy và Dorio đến vừa kịp lúc. JK cố kháng cự, nhưng một người và hai robot vệ sĩ thì không thể đánh bại hai đứa liều và một hacker. Lão đành hợp tác với băng của Men, không quên cảnh báo rằng dù không có lão hôm nay, sớm muộn David cũng sẽ bị cái San David Stan làm loạn trí. Cơ mà trở lại chuyện chính, Men và đồng bọn lợi dụng JK để mà dụ Tanaka ra mặt, nhưng lão chống cự bằng hai tay, phóng ra mưa kim. JK ăn đạn lạc và trọng thương, gửi tín hiệu đến đội chấn thương, khiến cả đám vội bắt cóc Tanaka rồi bỏ chạy. Trong safe house, khi cả đám đang cố ăn cắp dữ liệu trong đầu Tanaka, Men có dấu hiệu mất kiểm soát các thiết bị cấy ghép, thi thoảng chập mạch, tâm trạng lên xuống thất thường, gặp ảo giác và có vẻ là sắp thành siêu loạn trí. Bằng chứng là thằng trả tấn công Kiwi ngay lúc cô đang hách não, khiến Kiwi bị thương nặng. Sau một hồi thuyết phục, Lucy đồng ý làm thay việc của Kiwi, cơ mà điều kiện là phải để Men ở bên ngoài, chỉ có David làm việc với cô. Trong lúc Lucy đang hách não Tanaka, lão già dần tỉnh lại, cố mua chuộc David bằng offer giúp cậu trở lại trường, rằng David còn tương lai phía trước, chỉ cần cậu cứu ông. Lão còn kể khổ rằng đám Men sẽ giết lão khi xong việc. Lão úp mở rằng David không hề tự do, mà vụ bắt Tanaka này là hoàn toàn nghe theo lệnh của kình địch của Arasaka, siêu tập đoàn Militech. David có chần chừ sau những lời đấy không? Có chứ. Cậu không tiêm thuốc gây mê kịp lúc, khiến cho liên kết thần kinh của Tanaka và Lucy trở nên mất ổn định, suýt nữa thì làm Lucy gặp nguy hiểm. Dorio can thiệp kịp, ngắt kết nối để cứu Lucy, nhưng đáng tiếc, chính những hành động đó lại làm hỏng thiết bị gây nhiễu, khiến đội chấn thương định vị được Tanaka, gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Men đưa David và Lucy về xe, rồi cùng Dorio đánh lạc hướng cả hai, tạo điều kiện cho đôi trẻ chạy trước, cái khó ló cái eo. Trong trận loạn chiến, Men hoàn toàn mất kiểm soát, vô tình giết chết Dorio. David quay lại ứng cứu, cơ mà chỉ kịp ôm cánh tay của Men bỏ chạy, sau khi ông tự sát cùng thi thể Dorio. Một thời gian sau cái chết của Men, David giờ là người đứng đầu băng nhóm, nhiễm thoáng nghiện kim loại của Men, giờ người nhiều sắt hơn là thịt. Đáng tiếc là Lucy đã xin nghỉ, không hustle cùng cả bọn nữa. Sau một vụ giải cứu con tin từ một lũ tên là Maelstrom, Faraday tiếp cận David, offer cậu làm nốt phi vụ cuối cùng của Men, truy ra thứ mà Tanaka đang giấu giếm là gì. Faraday cũng yêu cầu David thuyết phục Lucy trở lại giang hồ, vì ngửi được rằng cô không hề tầm thường sau vụ kia. Về nhà, David giờ sống chung với Lucy, gợi chuyện tâm sự. Lucy bắt đầu trải lòng về quá khứ của cô, rằng Lucy là trẻ mồ côi, được Arasaka thu nhận từ bé. Cô cùng những trẻ mồ côi khác được huấn luyện làm Netrunner, với nhiệm vụ truy cập vào mạng Internet cũ trước đại suy vong, nhằm tìm kiếm những dữ liệu đã mất của thời đại trước. Không ai trong đám trẻ biết rằng mạng cũ là nơi ẩn nấp của vô cùng nhiều AI độc hại, cũng như những mã độc sẽ rickroll Netrunner đến chết. Lucy mới cùng các bạn bỏ trốn khỏi trụ sở nghiên cứu, và sau một thời gian lưu lạc thì dừng lại ở thành phố đêm. Lucy đã từng chỉ biết lo cho bản thân mình, nhưng giờ cô đã có David và cô lo lắng cho David nhiều hơn. Lucy từ chối lời đề nghị của David, úp mở rằng cô còn có việc phải dàn xếp trước. Ngay sau đó, khi không ở cùng David, cô lập tức rời đi, tiêu diệt một Netrunner của Arasaka, kẻ cố khôi phục dữ liệu về một đối tượng thí nghiệm đã bị một thế lực bí ẩn xóa khỏi hồ sơ tập đoàn. Còn David thì nhận lời Faraday ám sát giám đốc và thư ký phòng nghiên cứu của Arasaka, nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu có triệu chứng loạn trí. Ở phía Arasaka,
tập đoàn bắt đầu điều tra những cái chết bí ẩn của các Netrunner. Nghi ngờ Militech là kẻ đứng sau, cả đám giàn cảnh ám sát Faraday, nhưng lão già đã cao tay, đi trước một bước. Faraday báo tin cho Militech, nhưng vì sự thất bại của lão trong việc thu thập dữ liệu từ Tanaka về một bộ khung xương công nghệ cao của Arasaka, nên Militech mặc kệ lão, không thèm cử người bảo vệ. Faraday cáu lắm, quyết định đi đêm với Arasaka, phản bội Militech luôn. Phía Arasaka giao hẹn, nếu lão Faraday tìm ra kẻ ám sát Netrunner của tập đoàn, lão sẽ được tha vụ làm Tanaka chết. Trở lại với David, việc hạ sát cô thư ký khiến cậu càng ngày càng xuất hiện nhiều triệu chứng loạn trí, vì cô gái kia gợi David nhớ đến mẹ hồi bà còn sống. Ripper Doc mới khuyên David tháo bớt siêu thiết bị ra để mà ổn định não, nhưng cậu nổi điên bóp cổ ông. David cùng Lucy trở về, cậu cố thuyết phục Lucy trở lại băng, nhưng cô vẫn tìm cớ thoái thác. David bất mãn vì Lucy tỏ ra xa cách và bí mật, còn Lucy bất mãn vì David càng ngày càng cuồng kim loại, đến mức loạn trí, họ tí nữa thì chia tay. Một lúc sau đó, Lucy tiếp cận một Netrunner của Arasaka để mà hạ sát hắn. Nhưng cuối cùng, nó chỉ là một cái bẫy do Faraday giăng ra, và tất nhiên là Lucy bị bắt. Tại sao Lucy lại bị Faraday bắt dễ thế? Bởi vì lão đã kiếm được một quả tay trong căng đét. Kiwi, người sau khi bị men đấm trọng thương thì đã thay đổi ít nhiều. Faraday tra khảo Lucy, biết được rằng cô làm tất cả việc này chỉ để xóa dữ liệu về David mà Tanaka đã thêm vào, cũng như dự định của lão già để biến cậu thành vật thí nghiệm cho bộ khung xương chiến đấu. Hóa ra đó giờ Lucy vẫn âm thầm bảo vệ David mà cậu lại không hề hay biết. Nhận ra điều đó, Faraday định nộp cả David và Lucy cho Arasaka, tạo tiền đề bắt tập đoàn phải thuê lão làm nhân viên chính thức. Nói là làm, lão già dụ David nhận nhiệm vụ cướp một xe hàng mật của Arasaka. David cùng Kiwi, Falco, Rebecca cướp được xe hàng sau một pha truy đuổi rất là anime. Họ phát hiện ra trong khoang chở hàng là thiết bị khung xương chiến đấu thử nghiệm của Arasaka, một bộ xương siêu to khổng lồ. Nếu không có thiết bị phản trọng lực thì không di chuyển nổi. Đúng lúc đó, quân Militech bao vây cả bọn. Faraday đóng giả Lucy, thúc David dùng khung xương để mà tiêu diệt Militech, cứu nguy cả bọn. Kiwi tẩu thoát, Lucy kịp thoát ra, gọi điện cảnh báo David, nhưng chưa kịp nói chuyện ra đầu ra đũa thì đã bị lão Faraday bắt lại. David nổi điên, dùng khung xương chiến đấu, một mình cân cả đội quân tinh nhuệ của Militech. Cậu gặp lại Rebecca và Falco, cùng mọi người đi vào thành phố giải cứu Lucy và dạy cho Faraday một bài học. David chiến đấu với hết Militech đến Arasaka, rồi còn cả lực lượng phòng chống siêu cuồng nhân thành phố, chỉ để tiếp cận được tháp Arasaka. Đáng tiếc, việc lạm dụng bộ thiết bị đã đẩy tâm trí David đến giới hạn, khiến cậu phải dùng thuốc liên tục. Và tất nhiên là khi mà David hết thuốc thì các triệu chứng đào thải của cơ thể cũng lên đến đỉnh điểm. Faraday phản bội Kiwi vì cô đã hết giá trị lợi dụng, khiến cô gái tỉnh ngộ, báo cho David và các bạn vị trí xe bay của Faraday. Sử dụng bộ khung xương, David đã tấn công được vào tháp Arasaka, đánh hạ lính gác, vặt chân Faraday, giải cứu Lucy. Nhận ra nếu không ngăn David lại thì cả cái tháp sẽ sập. Người của Arasaka quyết định sử dụng con bài tẩy Adam Smasher, gã cyborg 96% máy, 4% người, để khắc chế David. Cả hai lao vào ẩu đả, và bất ngờ chưa, Adam Smasher cũng có San David Stan, nên David như kiểu The World gặp Star Platinum. Faraday rơi tự do đến chết, còn Rebecca khi đến ứng cứu thì bị Adam Smasher nghiền nát. David biết số mình đã tận, gửi gắm Lucy cho Falco, rồi ở lại cầm chân Adam. Dù có vũ khí xịn hơn, David vẫn không thể chiến thắng được kinh nghiệm của Adam, nhất là khi tên máy người phá hủy hệ thống phản trọng lực, làm khung xương chiến đấu của David tự gãy vụn vì sức nặng của bản thân. David bị Adam đưa xuống ngưỡng máu tử, nhưng biết rằng Lucy đã chạy thoát, khiến cậu không còn gì hối tiếc. Cuối cùng David cũng đã đủ sức bảo vệ người mình thương yêu. Bẵng đi một thời gian sau đó, nhờ số tiền mà Falco chia cho sau phi vụ, Lucy đã có thể hoàn thành ước mơ đặt chân lên mặt trăng. Cơ mà đáng tiếc là David không còn ở đây để mà chia sẻ cùng cô nữa, cậu chỉ còn lại trong tâm trí cô mà thôi.